Kỳ Lân Luxury giới thiệu chiếc điện thoại Meta Vertuo với cấu tạo bộ khung vỏ kim loại cao cấp, lưng máy bọc da bê, màn hình điện thoại được phủ bởi một lớp kính sapphire trong suốt, camera sau của máy có độ phân giải lên đến 64 megapixel kết hợp cùng camera sau với độ phân giải 16 megapixel. Meta Vertuo trang bị cho mình bộ nhớ khủng gồm RAM 12GB và ROM 512GB cùng chế độ bảo mật tin nhắn an toàn đáng tin cậy.